Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Là một tên cướp nguy hiểm, Nguyễn Trầm Vương, còn gọi là Vương Mèo, được giới anh chị giang hồ phía Nam kiềng mặt vì sự hung hãn, tàn bạo, sẵn sàng sử dụng hàng nóng để giải quyết mâu thuẫn. Có rất nhiều sai thoại về tên tướng cướp này, trong đó có những lời đồn thổi hắn có giác quan thứ 6 nên luôn trốn được cuộc truy bắt của cơ quan điều tra. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 anh chị em, Vương là con thứ 3. Ba mẹ Vương là những người làm thuê. Kinh tế gia đình khó khăn, nhưng cũng muốn con trai được học hành tử tế. Tuy nhiên, với bản tính thích chơi, Vương đã kết thân với những nhóm bạn xấu, suốt ngày lang thang phá phách. Vương sớm bỏ học rồi nhanh chóng sa chân vào con đường nghiện ngập. Để có tiền tiêu xài, Vương tụ tập đồng bọn tổ chức trộm cắp tài sản. Tháng 5, Vương Mèo cùng đồng bọn gồm Bùi Văn Trung, 23 tuổi, ngụ tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1989 ở thành phố Biên Hòa, Nguyễn Văn Thản, 24 tuổi, quê Hải Dương, Khổng Hữu Hiền, 24 tuổi, ở phường Hố Nai, đi ngang dãy phòng trọ của chị Ao Thị Đây, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, thì thấy các anh Huỳnh Văn Sáu, Khấu Văn Lập đang ngồi uống rượu với nhóm bạn. Chỉ vì thấy Khùng thuận mắt, Vương Mèo cùng đồng bọn về nhà lấy dao quay lại chém hai anh Sáu và Lập túi bụi, khiến hai người này bị thương nặng. Sau khi gây án, Tuấn Trung bị công an thành phố Biên Hòa bắt giữ, nhưng Vương đã nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã. Trong thời gian ở nhà tạm giữ công an thành phố Biên Hòa, hai đối tượng Trung và Tuấn giả vờ gây gổ với các can phạm ở chung phòng, rồi lợi dụng thời cơ trốn khỏi nhà tạm giữ. Sau khi thoát khỏi nhà tạm giữ, Tuấn, Trung cùng với Vương đã đi mua súng để lập nhóm cướp tài sản và đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk và Thanh Hóa. Ngày 19 tháng 7, sau khi bắn chết người cướp xe SH, Tuấn và Trung trên đường mang tài sản đi tiêu thụ thì bị công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai phát hiện tổ chức truy bắt. Trong cuộc đấu súng với cảnh sát, Tuấn đã bắn chết một trung úy công an, nhưng hắn cũng bị cảnh sát bắn gục ngay sau đó. Đồng bọn đi cùng với Tuấn là Bùi Văn Trung cũng sa lưới và lãnh án tử hình. Trong khi đó, Vương lại bình an vô sự. Theo những lời đồn thổi của giang hồ Đồng Nai, Vương luôn căn dặn nhóm đàn em nhìn gương hai đồng đội đã tử trận để hành sự cẩn thận, tránh bị công an phát hiện. Để mọi thứ tốt đẹp như mong muốn, trước khi thực hiện mỗi vụ cướp, Vương thường chuẩn bị sẵn một mâm ngũ quả đến mộ của đối tượng Trần Quốc Tuấn, người bị công an bắn chết, để khấn đối tượng này phù hộ cho chúng. Vương từng nói với đàn em, thằng Tuấn là bạn thân của tao, hồi nó còn sống, nó là thằng cùng tao kề vai sát cánh đi kiếm cơm. Giờ nó nằm xuống rồi, nhưng tao muốn mỗi lần mình đi làm vụ gì đó, ghé qua thắp cho nó nén nhang, mong được phù hộ. Trưa ngày 29 tháng 2, sau khi ra mộ của đồng bọn khấn vái xong, Vương Mèo điện thoại cho Công đi làm ăn. Công lấy xe máy chở Vương đến bưu cục Hố Nai, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa để hành động. Sau một hồi quan sát, Vương và Công liền đi tới giả vờ là khách đến giao dịch. Lúc này trong bưu cục chỉ còn hai nhân viên, Nguyễn Thị Nhã 40 tuổi và Nguyễn Thị Thanh Tâm 56 tuổi, đang sắp xếp hồ sơ, sổ sách để nghỉ trưa. Ngay lập tức, Vương và Công đeo kín khẩu trang xông vào, cầm súng đe dọa sẽ bắn chết khiến hai người phụ nữ chỉ biết đứng yên, run lên bần bật. Chúng vừa vét hết tiền được 64 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân, rồi nhanh chóng lái xe tẩu thoát. Cuối tháng 5 2013, đàn em của Vương Mèo là Trần Đức Tài, 23 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, đã gây ra một vụ cướp tài sản hết sức táo tợn. Sau khi vụ cướp xảy ra, các trinh sát nhanh chóng vào cuộc để truy lùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được tên Tài khi hắn đang phê ma túy ngay tại nhà riêng. Điều khiến trinh sát vô cùng bất ngờ là trong nhóm những con nghiện có mặt tại nhà Tài thì có một nhân vật mà công an tỉnh Đồng Nai đã mất công truy tìm bấy lâu, đó chính là Nguyễn Trần Vương. Khám xét ba lô của Vương, công an phát hiện có một khẩu súng K-59, 6 dao nhọn, 4 đôi găng tay cao su, một bịch dây rút nhựa và nhiều cuộn băng keo. Ngoài ra, công an phát hiện trong ba lô có hoa quả. Đây là số lễ vật mà Vương Mèo chuẩn bị ra thăm mộ Tuấn để tiếp tục đi cướp. Tiếp theo là một phiên tòa kỳ lạ xảy ra tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi khi bị hại tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Chi tiết sự việc này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đứng trước vành móng ngựa là bị cáo Nguyễn Ngọc Huy, chưa đầy 17 tuổi, ngụ xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức. Khuôn mặt non nớt của Huy cúi gằm khi công tố viên công bố bản cáo trạng. Ngồi phía sau bị cáo là ông Nguyễn Vũ, cha bị cáo, và ông Trần Sơn Tùng,
giám đốc công ty xe khách Sơn Tùng. Hai người đàn ông ngang tuổi nhau liên tục buông tiếng thở dài mỗi khi nghe tòa nhắc về hành vi của Huy. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, Huy cùng Đỗ Kỳ Hòa, 25 tuổi, Phạm Bá Tính, 21 tuổi, cùng ngụ xã Đức Nhuận, sau chầu nhậu rủ nhau hát karaoke tại thị trấn Mộ Đức. Tiệc tàn, cả nhóm rời quán hướng ra quốc lộ 1. Lúc này, xe khách do tài xế Uông Nhật Hùng điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc cũng vừa trở tới. Thế vậy, Hòa điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trước đầu xe khách. Thấy nguy hiểm, tài xế Hùng tìm cách lách lên trên. Bực tức, Hòa liền hô: "Xe đó chạy mất dạy, chặn lại!" Tính lập tức đuổi theo. Khi đuổi kịp, Huy lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào kính xe. Thế vậy, tài xế Hùng cho xe dừng lại để đảm bảo an toàn. Nhóm thanh niên hung hăng ùa đến. Huy lượm cục đá đập vào kính chắn gió, kính hông xe, khiến hành khách trên xe hốt hoảng. Sau đó, Huy bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản. Tại tòa, tài xế Hùng ngồi cùng ghế với Tính và Hòa. Khi được tòa hỏi về vụ việc, ông Hùng kể: "Hôm đó, camera hành trình đã ghi lại hết hành vi của ba thanh niên này, chúng tôi đã cung cấp cho cơ quan điều tra. Cái tôi muốn nói là sự nông nổi của tuổi trẻ. Uống ly rượu, ly bia vào, không làm chủ bản thân, làm những việc nguy hại cho xã hội. Hôm đó nếu bị cáo cầm dao theo thì sẽ còn manh động hơn, có khi đã đổ máu. Bản thân tôi nếu không ý thức dừng xe lại mà tăng tốc chạy thì trong cơn say, ba thanh niên không làm chủ tốc độ có thể gây ra tai nạn cho chính mình." Thẩm phán Bùi Duy Nam, chủ phiên tòa, hỏi Huy: "Bị cáo có biết mình phạm tội gì không?" Huy nói: "Dạ biết." "Xe khách làm gì bị cáo mà bị cáo hung hăng đập phá như vậy?" "Bị cáo có biết đó là hành vi nguy hại cho xã hội, nếu chẳng may cục đá hay kính xe trúng hành khách trên xe thì sao?" Chủ tọa truy. Huy lý nhí đáp: "Dạ, xe khách không làm gì hết, lúc đó cháu say nên không làm chủ được mình mới gây ra vậy, cháu hối hận lắm." Suốt phiên tòa, ông Tùng luôn động viên ông Vũ. Điều khác biệt ở phiên tòa này là dường như giữa bị hại và người nhà bị cáo đứng về một phe. "Thôi thì con dạy cái mang, ba đứa này là bạn bè ngoài đường, nghỉ học sớm rồi đi làm phụ xe. Tôi thường xuyên dặn dò nhưng tụi nó không nghe. Giờ đây ra chuyện tôi cũng có một phần trách nhiệm." Ông Vũ bày tỏ, người đại diện pháp lý của công ty Sơn Tùng đưa ra câu hỏi: "Các cháu có nghĩ đến cha mẹ và tương lai của mình sẽ thế nào nếu hôm đó người dân không can ngăn kịp thời vụ việc?" Tiếp đó, ông đưa ra hàng loạt điều luật chứng minh rằng đáng lẽ hành vi này phải xử cả ba chứ không riêng bị cáo Huy. Công ty Sơn Tùng đến đây không phải để kể tội mà muốn phân tích cái sai của ba cháu. Từ đó mong các cháu thấy việc làm của mình và thành tâm sửa đổi. Với Huy, tôi tha thiết mong tòa xem xét các tình tiết có lợi để miễn trách nhiệm hình sự cho Huy bởi cháu còn quá trẻ. Trong giờ giải lao để tòa nghị án, ông Tùng và Vũ kéo nhau ra sân tòa chuyện trò vui vẻ bắt tay nhau. Ông Tùng hỏi thăm tình hình vợ ông Vũ vừa mới sinh con như thế nào. Ông Vũ hỏi tình hình làm ăn của ông Tùng những ngày giáp Tết ra sao. Huy đứng gần đó nghe người lớn nói chuyện với vẻ mặt đầy ăn năn. Ông Tùng vỗ vai động viên Huy, mong chàng trai trẻ xem sự việc như một bài học cho bản thân mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huy 1 năm tù cải tạo không giam giữ. Về phần bồi thường, sau khi xem xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo Huy khó khăn, nên nhà xe Sơn Tùng chỉ nhận một phần tiền sửa xe. Riêng về khoản tiền trễ chuyến, tài xế thất nghiệp và các khoản khác lên đến hàng chục triệu đồng, phía nhà xe thông cảm cho qua. Phiên tòa kết thúc, phía bị hại và bị cáo cùng vị chủ tọa phiên tòa đứng lại bên hành lang cởi mở trao đổi với nhau về những người trẻ thích thể hiện khi có bia rượu và những phiên tòa tương tự. Họ bắt tay và chúc nhau những điều tốt đẹp trước thềm năm mới. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.